Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong bản tin sáng nay ngày 11 tháng 4, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung chính sau đây. Trẻ em nhập viện tăng đột biến do thời tiết nắng nóng. Ấm tình xe chở nước ngọt miễn phí cho dùng hạn mặn. Nội dung ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Phần tin quốc tế, Mỹ khẳng định tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu trong vấn đề chống khủng bố. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, đoàn cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhằm khảo sát, thảo luận và tìm giải pháp cho công tác trùng tu đình Tân Xuân đang bị xuống cấp. Đình Tân Xuân thuộc thị trấn Tầm Du là nơi tổ chức lễ hội làm chay hàng năm. Ngày 12 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích đình Tân Xuân là di sản vật thể cấp quốc gia và lễ hội làm chay tại thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đình Tân Xuân là nơi thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh và các bậc tiền nhân. Hiện nay tại đình Tân Xuân còn lưu giữ những hiện vật, những thông tin quan trọng. Xác định đình Tân Xuân được xây dựng từ năm 1821. Liên quan đến lịch sử ngôi đình là ba sắc phong của vua Tự Đức phong tặng vào năm 1852, gồm sắc phong thần Bổn Cảnh Thành Hoàng làng Dương Xuân, sắc phong thần Bạch Mã làng Dương Xuân và sắc phong Đại Càng Quốc gia Nam Hải. Đình Tân Xuân là nơi hy sinh và là nơi thờ cúng các thủ lĩnh nghĩa quân trong phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19 của Thủ Khoa Quân. Được xây dựng gần 200 năm qua, hiện tại đình Tân Xuân đã xuống cấp trầm trọng. Thưa quý vị, thời tiết khô hanh và nắng nóng đã làm cho lượng bệnh nhi nhập viện tăng lên vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Ghi nhận tại khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Bến Lức trong những ngày vừa qua. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, trung bình mỗi ngày tại khoa nhi tiếp nhận từ 35 cho đến 50 trẻ. Trong đó, khám nội trú trung bình từ 30 cho đến 40 trẻ. Các bệnh nhi nhập viện phần lớn dưới 5 tuổi, thậm chí là vài tháng tuổi. Ngoài những bệnh liên quan đến đường hô hấp, số trẻ mắc bệnh tiêu hóa nhập viện khá nhiều. Ngoài ra, khoa nhi cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết tay chân miệng và thủy đậu. Thời tiết thì dạo này cũng nắng nóng, cũng thì bé nó đi học đó, trường thức cho ăn, thức ăn cũng không biết thế nào, rồi về nó bị tiêu chảy, rồi nó vô đây nhập viện cũng gần từng rồi, rồi nó cũng đỡ hơn, cũng thấy khỏe khỏe. Nói là bé đi học về thấy mấy triệu chứng nổi lên mấy cái hộp vậy đó, rồi ẩm lên nhập viện, rồi bác sĩ nói bị tay chân miệng, rồi nhập viện nói hôm nay cái cũng gần tầng rồi, thấy nó cũng đỡ. Thời tiết nắng nóng làm cho thức ăn dễ ôi thiêu, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, phát sinh vi khuẩn, gây nên bệnh đường hô hấp, tiêu hóa như các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Trong khi đó, trẻ nhỏ sức đề kháng thường yếu hơn nên khả năng mắc bệnh cũng cao hơn. Đối với những bệnh về đường hô hấp, chúng ta nên giữ ấm cho trẻ, uống nhiều nước, vệ sinh mũi làm thông thoáng mũi và đưa trẻ đến khám ngay khi có những cái dấu hiệu như sau. 1. Thở nhanh. 2. Là sốt cao. 3. Là ăn bú kém. Đối với những cái bệnh lý về tay chân miệng, chúng ta nên phát hiện những dấu hiệu về bóng nước ở lòng bàn tay bàn chân, vết loét ở miệng, dấu hiệu giật mình và đặc biệt chúng ta nên cách ly cho trẻ bị bệnh tay chân miệng từ 7 đến 10 ngày. Và đối với bệnh sốt xuất huyết, chúng ta cũng nên lưu ý những trường hợp bé sốt từ ngày thứ 2 trở đi, sốt cao liên tục và khó đáp ứng với những thuốc hạ sốt thông thường. Chính vì những cái điều này chúng ta nên đến khám tại bệnh viện và để được khám và làm xét nghiệm kịp thời. Ngoài ra, để đề phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, các gia đình nên cho trẻ ngủ mùng, phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cần Giuộc đang diễn biến phức tạp, trong đó có bệnh thủy đậu. Chỉ tính riêng trong tháng 3 2016 đã xảy ra 22 ca thủy đậu tại trường tiểu học Phước Thuận, xã Phước Lâm. Do không phát hiện sớm và thực hiện nghiêm việc cách ly với người bệnh là nguyên nhân khiến bệnh lây lan nhanh. Nhiều trường hợp gia đình tự mua thuốc điều trị khi bệnh chuyển nặng mới nhập viện. Điều này rất nguy hại vì dễ gây biến chứng. Trước hết là chúng ta phải nên đưa người bệnh đi khám bệnh ở cơ sở y tế thì được điều trị sớm và phát hiện những cái biến chứng để điều trị kịp thời và nên cách ly bệnh nhân để tránh lây lan cho những người thân cận ha.
Còn trong trường học này kia em bé mà bị thi đậu thì nên cho nghỉ học ở nhà để tránh lây cho những học sinh học chung. Bệnh thủy đậu có thể phòng tránh được bằng cách tiêm ngừa vaccine. Trong trường hợp đã mắc bệnh, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để kịp thời điều trị. Vì thủy đậu là bệnh lành tính, phát hiện sớm sẽ chữa khỏi hoàn toàn và không để lại sẹo. Phòng BC64 Công an tỉnh Long An phối kết hợp với Công an huyện Đức Hòa và xã Mỹ Hạnh Nam tổ chức triển khai thực hiện mô hình điểm về chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam. Theo đó, phòng BC64 Công an tỉnh và Công an huyện Đức Hòa chọn xã Mỹ Hạnh Nam làm điểm và xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Đông là diện để thực hiện mô hình về chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Theo đó, xã Mỹ Hạnh Nam thành lập ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gồm 13 thành viên. Ban chỉ đạo phong trào đã đề ra mục đích, yêu cầu, quy chế hoạt động cũng như đề ra các công tác trọng tâm và phân công lực lượng cụ thể. Trong đó, lực lượng công an xã là lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, tại buổi triển khai, gần 300 cá nhân là chủ nhà trọ, chủ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự còn được lực lượng công an huyện Đức Hòa triển khai nghị định số 72 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thông tư 33 và 35 của Bộ Công an quy định cụ thể về an ninh trật tự đối với số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thưa quý vị, mô hình lắp đặt hệ thống camera an ninh đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở các khu dân cư, giúp cho người dân yên tâm hơn, đóng góp quan trọng trong phong trào phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Phường Khánh Hậu, thành phố Tân An cũng đang triển khai mô hình này. Những năm gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm hình sự ở các khu dân cư xảy ra thường xuyên và ngày càng phức tạp. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng những lúc người dân sơ hở, mất cảnh giác, lợi dụng thời điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi trộm cắp. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu và Ban chỉ huy công an phường đã thực hiện mô hình thiết lập hệ thống camera giám sát tình hình an ninh trật tự tại tuyến đường, khu dân cư và các khu nhà trọ phức tạp. Theo về bản thân tôi là người dân rất đồng tình và ủng hộ và tuyên truyền những cái hộ dân hoặc là hội viên nông dân để ủng hộ tham gia tiếp tục gắn những cái tụ điểm chính còn lại ở trên phường Khánh Hậu. Hiện nay, phường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 4 điểm ở đường Nguyễn Quỳnh Đức với 9 mắt camera HD ghi hình với tổng kinh phí trên 85 triệu đồng. Nếu như mô hình này phát huy được hiệu quả cao thì Đảng ủy, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường nhằm mục đích là để phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân trên địa bàn phường. Trong điều kiện tình hình an ninh trật tự ngày càng có những diễn biến phức tạp, mô hình camera hiện là giải pháp hữu ích góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống người dân. Những thông tin trong nước đáng quan tâm sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong quý 1 năm 2016, thì Việt Nam có 8 nhóm hàng xuất khẩu vượt mức tỷ đô la Mỹ. Trong quý 1 năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 74,99 tỷ đồng. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 năm 2015 ước tính thặng dư 100 triệu đô la Mỹ. Qua đó, nâng mức thặng dư thương mại trong 3 tháng năm 2016 lên 776 triệu đô la Mỹ. Thống kê có 8 nhóm hàng xuất khẩu vượt mức tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, đứng đầu vẫn là nhóm hàng điện thoại và linh kiện với giá trị xuất khẩu tháng 3 ước đạt 7,61 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là nhóm hàng dệt may với 5,18 tỷ đô la Mỹ, nhóm hàng giày dép với 2,77 tỷ đô la Mỹ. Trong quý 1 năm 2016, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác có thể kể đến là máy móc thiết bị, gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải, phụ tùng và nhóm hàng thủy sản. Thưa quý vị, trước tình hình giá cá tra nguyên liệu tăng từ 19.000 đồng một ký lên 22.500 đồng một ký và khan hiếm về nguồn cung nguyên liệu phục vụ nhu cầu xuất khẩu, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam khuyến cáo người dân nên cẩn trọng tránh thả nuôi ồ ạt để hạn chế rủi ro do trước bẫy cầu ảo.
giá cá tra nguyên liệu ở thời điểm hiện tại đã tăng thêm 3.500 đồng lên 22.500 đồng một ký và đã xuất hiện tình trạng khan hiếm khi thị trường Trung Quốc tăng lượng nhập khẩu cá tra của Việt Nam với mức giá tốt. Có khả năng giá xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, theo đó sẽ đẩy giá cá tra nguyên liệu lên mức giá mới, dự báo lên mức 25.000 đồng một ký. Tuy nhiên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam khuyến cáo người dân cần cẩn trọng lắng nghe và thăm dò thị trường, không nên ồ ạt nuôi thả, khiến nguồn cung tăng đột biến, dẫn đến dư thừa không xuất khẩu hết. Lúc đó, giá cá đồng loạt giảm sút sẽ khiến nông dân thua lỗ nặng. Thưa quý vị, xâm nhập mặn khô hạn kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng cho sản xuất nông nghiệp, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con đồng bằng sông Cửu Long. Tại nhiều vùng thì người dân không có nước ngọt để dùng, buộc phải mua với giá rất cao. Trong tình hình đó, đã có nhiều chuyến xe chở nước ngọt cung cấp miễn phí đến tận thôn xóm cho bà con. Phóng sự sau đây được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương đã công bố thiên tai trên toàn tỉnh vì khô hạn và nhiễm mặn. Những ngày này, bà con ở ấp Kênh Ngang, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng vui như hội khi những chiếc xe chở nước ngọt như thế này đã về đến tận đường làng ngõ xóm. Quy động tất cả vật dụng sẵn có trong nhà như chung, dại, xô, thao, chậu để đựng nước. Mọi người từ già đến trẻ đều háo hức tụ tập đông đủ để nhận nước, bởi cả tháng nay ở đây không có nước sạch để dùng. Bây giờ nước nó quá ít đó, để dành uống thôi. Để dành uống. Còn nếu mà nhiều đó thì mình cũng tắm sơ sơ 1-2 ca gì đó, để cho nó khỏi có ba cái mặn nó dính người. Không riêng huyện Long Phú mà ở huyện Trần Đề hay thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, nhiều chuyến xe bồn chở nước ngọt cũng đã về với bà con. Xe lớn thì đổ tập trung để người dân quanh vùng đến chở nước về. Xe nhỏ thì đến tận thôn xóm để cung cấp nước sạch miễn phí cho bà con. Có những thùng nước ngọt như thế này giữa người dân ở đây như cơn mưa vàng giữa mùa nắng hạn. Tại một số ấp vùng sâu vùng xa, đường ống dẫn nước sạch cũng đã được lắp đặt. Người dân không còn phải lặn lội đi xa để mua nước ngọt về dùng, với cái giá lên đến hơn 100.000 đồng đến 200.000 đồng một khối nước. Mua nước, thí dụ mà dưới sông ta gánh lên cho mình á, thì mỗi một đôi là phải 5.000, một đôi đó nha, 5.000. Còn mình đi đổi dài dài ở đây á, thì một lu người ta lấy mình 5.000. Mình đổi, mình lấy xe mình đi chở đó, chở can 30 lít đó. Theo thống kê, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 2.400 hộ thiếu nước ngọt nghiêm trọng do xâm nhập mặn và khô hạn. Trước tình hình đó, tỉnh đã triển khai những chuyến xe chở nước ngọt miễn phí về phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, tỉnh Sóc Trăng đang nghiên cứu lắp đặt đồng bộ hệ thống đường ống dẫn nước. Vì theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn và khô hạn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Về lâu dài thì chúng tôi đã quy hoạch 15 điểm nóng nhất của tỉnh với 2.400 hộ đang khó khăn về nước, để tiến hành là mở rộng đường ống nước ở các nơi hiện có dẫn nước về cho người dân. Thì từ nay đến hết năm 2016, chúng tôi phấn đấu sẽ xóa được 15 điểm nóng này để giảm bớt khó khăn cho các năm tiếp theo. Đã từ lâu, những đứa trẻ này mới được vui đùa, tắm táp bên dòng nước ngọt mát lành. Những người phụ nữ mới được đổ nước ngọt đầy chum để dành nấu nướng. Niềm vui hiếm hoi trong đợt khô hạn nhiễm mặn chưa từng có trong lịch sử của vùng đất Sóc Trăng nói riêng và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tin rằng những đường ống dẫn nước sẽ sớm được lắp đặt, phủ kính, đưa nước ngọt về với thôn xóm, để cuộc sống của người dân nơi đây sẽ vơi bớt phần nào nhọc nhằn khi phải sống chung với hạn mặn.